Hi, em xin chào chú bác anh em quay lại kênh Định Hàng Mãi của em nha. Thì lần đầu tiên em xin cảm ơn chú bác anh em đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em ha. Thì cảm ơn những anh em đã đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ kênh giúp em ha. Thì anh em nào mà mới xem kênh đó, chưa đăng ký á, vui lòng bấm đăng ký, bấm chuông ha, để cập nhật những video và những sản phẩm mới bên em ha. Thì số điện thoại của em là 0767 365 365, cũng là số tài khoản ngân hàng quân đội em luôn nha. Tên tài khoản là Phan Công Định ha, cũng là số Zalo em luôn nha. Em sẽ trả lại điện thoại và tin nhắn chăm chăm. Những lúc em đi bãi á, thì nó hơi chậm trễ, anh em thông cảm nha. Nè, cái này cũng hơi quan trọng nha anh em. Anh em cố gắng xem và nghe thật kỹ trước khi chốt giùm em nha. Đó, thì hàng em quay công khai hết. Đó, nên anh em cố gắng xem và nghe thật kỹ giùm em nha. Trong lúc em quay có gì thiếu sót, muốn hiểu rõ về sản phẩm thì anh em cứ nhắn qua Zalo em. Em sẽ gửi một đoạn video ngắn hoặc là dài tấm hình, anh em tham khảo thêm ha. Zalo, Facebook gì đều được hết nha. Anh em cứ bấm vào số điện thoại em là nó có hết. Đó, rồi tổng đơn mà dưới 350k thì cộng thêm 20, và 350k trở lên thì em bao ship COD toàn quốc nha anh em. Thí dụ như anh em nào muốn thuận tiện trong nhận hàng á, thì chuyển khoản cho em để nhầm khi mình đi vắng á, ở người nhà nhận giùm được hoặc bạn bè nhận giùm được ha. Tại những người mà nhận giùm á, thì cái này em cũng nói thiệt luôn là thí dụ như người ta nhận giùm mình đi mà mình để người ta trả tiền như vậy đó, thì thí dụ như hàng quá về nó có gì ABC gì đó, thì nhầm khi cái người nhận giùm người ta cũng ngại nữa đó. Thì anh em chuyển khoản thì người nhận giùm người ta sẽ yên tâm hơn. Rồi, em xin chân thành cảm ơn anh em ha. Em chào chi tiết luôn nha anh em. Mã đầu tiên là 4 cây bàn chải thép. Đó là 220k nha anh em. Cái này anh em vệ sinh đồ đã lắm nha. Có cây này nè, động nước nó hơi dơ dơ nè. Ngoài ra là ok hết nha anh em. Đó, 4 cái. Người ta làm đẹp lắm anh em ơi, cán bọng này kia mọi thứ đều sắc sảo hết nha anh em. Để em đo anh em xem nha. Chiều dài chung chung của bốn bạn này là nó khoảng 27 năm. Đó, rồi anh em xem lại ha. Chiều ngang chung chung là cũng khoảng 2.5 cm nha anh em. Rồi mã đầu tiên, mã 381 là 220k. 382 là một cây mỏ hàng nha anh em. Một cây mỏ hàng. Cây này đó thì nó của Haco. Thì cái cây này đó là nó bị không có tem hay là mắc thì em cũng không biết nha. Nhưng mà nó Haco nên em, nó không có để thông số á, nên em không để, không có rõ bao nhiêu watt. Nhưng mà em nghĩ cái cây này chắc khoảng, để em đo cái mũi là có thể em đoán được phần nào nha. Cái mũi này 8 ly, cái mũi này chắc khoảng là 5-60W. 5-60W. Tại thường thường là những cái mũi mà 30W là nó có 5 số ly à. Đây em còn khúc chì ngắn ngắn nè, em bỏ vô chung cho anh em luôn ha. Rồi em đã test rồi nha, nóng ok nha anh em. Ngoại hình còn khá đẹp, dây zin chống cháy nha. Đây. Thầy lưu ý giùm em nghe, điện 100V hết nha anh em. Chị này chị Haco luôn nè anh em. À không phải, chị này chị Kiko. Làm cái logo cũng hơi giống giống Haco. Nói chung còn ít nha. Thôi em tặng kèm cho anh em luôn ha. Rồi mã 283 là 140k. 283 140k. 283. Ủa 282 chứ. 282 là 382, em xin lỗi nha. 382 140k. 383 là 140k luôn nha anh em. Thì nó gồm 5 cái lưỡi cắt chưa xài này nha, trong bọc luôn nè. Nhưng mà đây lưu ý giùm em, nó là hàng bãi mới chưa xài nhưng mà nằm nuôi nắng nên cái chân này nó có hơi xét xét nha. Đó anh em thấy không. Đó, em để nguyên cho anh em luôn nha, nhưng mà không ảnh hưởng nha anh em, bình thường không gì hết trơn á. 5 cái lưỡi này 140k. 140k cho 5 lưỡi này ha, mới chưa xài, lưỡi một tắc nha anh em, thông số nè anh em. 100 nhân 2 nhân 15. Đó anh em thấy không nè. Rồi mã 343 140k. 3 ố lộn, em xin lỗi, 383. 384. 384 là 220k, thì nó cũng giống giống vậy luôn nha anh em, kích thước cũng giống giống bộ kia luôn, khoảng 100 vậy đó, nhưng mà thường thường nó là gọi là xây chung là xây 100 đó anh em. Thằng này thì nó dày hơn tí xíu nè. Đó, bộ này đó là 384 này là nó gồm 8 lưỡi. Gần như mới chưa dùng hết luôn ha. Thì cái nhỏ này là Hitachi nè, ở lộn, cái này là Hitachi nè.
Cái này là Redstone. Redstone nè anh em. Đó. Rồi. 13.000 dòng trên phút luôn đó anh em. 384 này đó là 220k cho 8 lưỡi nè nha anh em. Thường thường là lưỡi một tắc đó anh em. 384 220k. 385 là 220k luôn nha anh em. Một cái mũi cưa 7 lưỡi nha, 7 lưỡi. Nhà da băng nè anh em. Đó. Cái thông số của nó đó thì để em đo cho anh em xem nha, để em đo cho anh em xem. Tại bây giờ nó bị nó mắc cái hộp rồi, nhưng mà cái này rất là đẹp nha, cái này là gần như chưa dùng luôn á, nhưng mà nó mắc cái hộp rồi nên cái thông số em nó bị mắc theo ha. Thường thường những cái loại này là 7 lưỡi nha anh em. Lớn nhất là 60. Nhỏ nhất đó là khoảng 22 cm ha anh em. Rồi mã 385 220k. Đẹp nha anh em. Găng đẹp nha, cái này là găng đẹp á. Nhưng mà nằm bãi nên cái mình nó hơi hoen hoen thôi, nhưng mà em đảm bảo cái này là găng đẹp. 385 220k. 386 là 1 triệu nha anh em. Cái này đó là một cây cần lực của KTC. Hàng này nó mắc cái tem, nhưng mà em đảm bảo là hàng này là hàng KTC nè, hàng này là hàng thị trường Mỹ nha anh em. KTC Mỹ á. 386 đầu 1/2 nha, hoạt động ok nha, em test rồi nghe nổ rất là ok, cần lực nha, cần gọi là anh em thường gọi là cần nổ á. Hoặc là có một số người ta gọi là cần căng. Đó. Thì cái dãy lực của nó nè anh em. Số bọng còn khá rõ nha. Bởi một bên này là cái này là bên từ 400 đến 2.800 cm khối trên ký nè anh em. 400 đến 2.800 nha anh em. Cái này phải không? Anh em bây giờ anh em hình dung ra gì ha? Anh em mà thí dụ như anh em chỉnh vô tới mức độ này phải không? Nè. Đó. Anh em xíu vô tới đây phải không? Anh em phá lại phải không? Nè, đẩy lên. Nói gì là khóa rồi đó anh em. Cơ cấu nó đơn giản lắm. Là nó khóa đó, nó phá dàn dãy 400 rồi đó anh em. Rồi anh em ví dụ như anh em muốn lên phải không? Anh em dặn lên. Anh em dặn vô nè, bây giờ tới chỗ này á, thì thí dụ như chỗ này là 800. Anh em đẩy lên. Nó rồi đó là nó khóa đó, nó khóa cho số 800 á. Rồi mã 386 này là 1 triệu nha anh em. Chỗ này nó có hoen hoen vài chỗ nha anh em. Nhưng mà những cái dòng này á, là nó hơi cổ cổ, anh em xài bền lắm. Tổng chiều dài nó là khoảng 45 cm nha anh em. Rồi mã 386 này là 1 triệu nha. 387 là một cây kìm bấm hà, cái này của Mỹ nha. Cái này còn rất là đẹp luôn nha em. Mã 387 này là 440k. Thì cái cây này á, thường thường những cái kìm bấm hàng Mỹ nó về á, là thường là nó đều hơi xét xét trong đây hết trơn nè. Đó, thường là vậy á. Cái này là xây dòng 9R. Quay grip nè anh em, mắc cái đồ đá nè. Đó. Bấm còn rất là mạnh nha anh em. Ây da. Miệng đẹp. Hàm đẹp. Cái cây này á, là thực tế nó dùng rất ít anh em ơi, nó chỉ dính một bon hàng thôi nè. Đó, còn ra là ok hết. Nằm bãi nên nó có bị bong xe, bong xi vài chỗ nha. Tổng chiều dài đó, bao gồm lỗ ốc thì nó khoảng 23. Cái lỗ ngang này đó là nó khoảng 2.7 cm nha, 2.7 cm. Nó độ cao này đó thì nó cũng khoảng 2.7 cm nha anh em. Rồi. 387 này đó là 387 này 440k đẹp, hoàn hảo nha anh em, hoàn hảo nha. 388 là 500k. Thì nó gồm cái mũi này nè anh em. Cái cốt này là khoảng 6 ly. 388 là 500k là gồm nguyên bộ dưới đó nha. Đây những cái này là nhiều lắm, cái này nhiều lắm luôn nè, một đống luôn nè anh em. Đó. Thì bây giờ em điểm sơ sơ ha. Chắc cỡ 50 cây anh em. Cả 50 cây á, cái cây này cũng như vệ sinh mấy góc này góc kia đó, có hàng bãi nha anh em, 100% hàng bãi nha. Rồi. Trong đây lưu ý giùm em, nó có cây này nó hơi bị cong nè. Đó. Anh em nào mà khéo về xử lý giùm em, hoặc là mở bên đây gắn vào bên đây ha. Đây. Cốt 6 ly hết nha anh em, có cây này là cốt 6 ly 35 của bên Dạn Dích luôn nè, thông dụng Việt Nam nè. Đó. Đây.
Bây giờ là tổng cộng là 2, 4, 5, 7 trái, 7 trái và một cái nùi mà vệ sinh gốc hẹp á anh em. Như lông cọ vậy đó, cái này là đồng thau nè. Hai cái này là đồng thau nè. Cái này là nhám nè. Cái này là thép nè. Đó. Cái này là thép, cái này thì nó có sử dụng rồi nha anh em. Cái này nó có sử dụng rồi ha. Dạ, trái này. Trái này là dạng như bằng sợi á anh em, bằng sợi á. Mắc kim da băng nè anh em. Đó. Thầy Nguyên đây, bây giờ em để vô ha. Tại này nhiều quá em cầm không hết trên tay nha anh em. Em để gì nha. Đó. Rồi, bây giờ em chỉ nha. Nguyên bộ này nè nha anh em, nguyên bộ này 500k nha anh em. 2 4 6 7. Có một cây này nó hơi cong cong nè, anh em về xử lý giùm em nha. Luôn cái này nè. Này có 50 cái. Hàng bãi nha. Rồi, mã 388 500k nha anh em. 389 570k một cây vít đóng. Nói chung cây này thì nó cũng ít dùng nha anh em. Đó, của Pixel, nhưng mà có cái nằm bãi á, nên nó bị dơ ha. Anh em nhìn thân nè. Nó chỉ còn một đầu thôi nha. Có sao em bán vậy nha anh em. Đây, nó còn hộp zin, hộp zin hộp rất là đẹp luôn, nhưng mà nằm bãi anh em. Nó dơ anh em thôi ha. Không có mớp méo luôn á, nhưng mà nó nằm bãi mưa nắng nó bị bong sơn nè. Còn cái thân của nó nè anh em. Cái đầu là đầu 8 ly thông dụng Việt Nam nè. Đó. Đầu 8 ly thông dụng Việt Nam dính đóng nha anh em. Quét sale nè. Cái này còn rất là đẹp luôn. Anh em thấy không? Dùng ít xịt luôn anh em thấy không? Nè, cái đầu nó chưa có tà nhiều nè. Em thử rồi ok nha anh em nè. Đó. Anh em nhìn trong nè. Đẹp lắm. Thì hiện tại nó đi kèm có một mũi thôi nha. Tại còn bao nhiêu em bán nhiêu nha. Nó nhờ được cái hộp, nhờ được cái hộp. Chứ thường giúp đóng cho em đi bãi mà mua được ít khi nào có hợp lắm anh em. Rồi, mẫu này mẫu lớn nha. Rồi, mã 389 là 570k nha anh em. Đi kèm một mũi, mũi này 8 ly nè. Mũi này anh em ra chợ mua có hết nha. Đi kèm một mũi nè, đi kèm một mũi cộng nè. Đẹp lắm. 389 570k 390. 390 là 120k một. Thằng này là muôn thở 120k nè anh em. Một cây bấm lỗ da, bấm da nịch nè. Cây này nó rất là đẹp nha. Anh em có dùng lướt nè anh em thấy không? Nó có dùng lướt nè. Còn ra là ok hết. Tổng cộng gồm 6 đầu ha. Đó, 6 đầu. Anh em thấy là nó bóng nè, đẹp nè. Cây này mà anh em mua về trưng chung đồ mình cũng đẹp nữa. 120k cây này là gần như dùng lướt thôi. Bấm chắc 1-2 lần quá. Tổng chiều dài nó là khoảng 23.5 cm nha anh em. Đó, nó bao gồm 6 đầu. Anh em lưu ý giùm em nha. Những cái dòng này anh em bấm phôm anh em canh vuông góc vậy nè ha. Vuông góc 45 độ ha. Anh em xe qua xe lại là nó đứt ngọt luôn. Chứ bình thường anh em bấm xuống là nó sẽ còn dính ba vớ nha, dính dài sợi vậy đó. Rồi mã 390 120k. 391 420k một cây rìu nha anh em, một cây rìu. Cây này thì cái lưỡi nó có hơi nhăm nhăm mà nha. Anh em nào khéo tay về dọn lại giùm em ha. Đó thì nói chung em bán y vậy nha. Bán hàng chưa dọn. Bán hàng chưa dọn. Tại có một số anh em thích tự dọn hơn chứ thứ hai nữa đó. Nhằm khi em không khéo tay em dọn hư ổn. Chiều dài là 40 nha anh em. Chiều cao đầu búa này đó là nó khoảng 12.5 cm. 12.5. Chiều lưỡi này khoảng 12. Đó, đầu dài của đầu búa này đó là nó khoảng 3.7. Chiều ngang là khoảng 2.0. Đó. Rồi anh em chữ nghĩa đầy đủ nè anh em. Đó. Anh em thấy không? Ngoại hình cũng còn khá liền ha. Rồi mã 391 này là 420k, để em cân nặng nó thử bao nhiêu nha anh em. 750g nha anh em. Nói chung vừa tay rồi mình lắm. Rồi 391 420k. 392. 392 này nó là một bộ lục giác. Bộ này thì nó hơi đen, em để giá rẻ cho anh em dùng nha. Nhưng mà công năng và đồ là ok hết nha anh em. Tại cái vỏ này là nó sơn á, nên nằm bãi nó bị sét. Đầu là đẹp hết nha. Đầu là đẹp á, nhưng mà nó bị sét. Em để giá rẻ cho anh em dùng mấy công việc bình thường ha. Anh em thấy không, đầu lục giác còn rất là đẹp nha. Cạnh bọng này kia là còn ok hết á. Thằng này của vít nè anh em, vít da băng nè anh em. Thì hiện tại những cái đầu đi kèm là 2.5, 3.0, 4.0, 5, 6, 8. Anh em thấy nè, mili nè, milimet nè, hệ mét á, quai da băng nè, quai này thường thường nó sản xuất bên vít nhiều lắm anh em.
Rồi 392 130k. 393 130k luôn nha anh em. Một cây mở đá đa năng của top, cây này còn khá đẹp. Cây này là gần như chưa dùng. Nó nằm bãi nó cắn nè. Đó, thí dụ nó có dùng cũng chỉ dùng lướt thôi nha. Rồi nó bị lỗi nhiêu đây thôi, ngoài ra là hoàn hảo hết của top nha anh em. Đó, rồi. Cây này thì nói chung cũng không cần giới thiệu nhiều anh em ha, chắc anh em cũng tiếp xúc thường rồi ha. 393 130k. 394 đó là một cây. Cái này là gọi như cây liềm, liềm lớn đi gần đó anh em. Đó. Cái này lớn nha anh em, cái này lớn lắm. Cái này còn khá đẹp. Còn khá bé nha, cây này đặc biệt nó giác, nó giác hai mặt nè. Anh em xài nó dễ lắm, hàng này hàng thủ công nha anh em. Đó, chữ nghĩa đầy đủ nha anh em. Đó, xây 600. Cán của nó là cán thì nói chung nó quấn hơi xấu nha. Tổng chiều dài của nó là khoảng 48. Cái phần lưỡi này đó là khoảng 17 năm. Độ cao của sóng lưỡi này là khoảng 5.5. Độ dày của sóng trên này chắc khoảng 7 ly á anh em, khoảng 7 ly á. Còn khá bén, nhưng mà anh em muốn bén hơn gì anh em về dọn nhẹ lại cái ha. Rồi em cân nặng cho anh em tham khảo nha. 600g. Anh em, nói chung cũng vừa tay lắm. Bây giờ em soi màn hình cho anh em xem lại cái nha. Ở đây nó có một cái mọc nhỏ vậy đây nè. Hay là nó xét không biết, mà giờ mày rất là giống mọc nha. Hàng hàng thủ công nha anh em. Rồi 394 là 330k. 395 là một cây lắc léo 1/2 của ton nha. Cây này thì có gỉ gỉ một vài chỗ nha anh em, 100k. Nhưng mà hoạt động ok nha. Đó anh em thấy không? Bi là ok hết. Bi ok hết. Rồi, lắc léo bình thường. Lắc léo 1/2 của ton nha anh em. 395, 100k. 396 đó là một cây kìm tuốt dây điện. Cây này là của Marvel nha anh em, cây này là rất là hiếm nha. Nó tuốt dây đôi nè. 2x nè anh em thấy không? Nó 20 x 2 nè. Bên đây đó thì hôm bữa đó, thằng này đó là em nghĩ nó tuốt lỗ cỡ khoảng 3-4 ly được đó anh em. Bên đây nó tuốt khoảng 1.5 đến 2.0 nè. Nhưng mà lý do là nó đóng laser á, nó hơi gỉ nhẹ nên nhìn không được rõ hung nha anh em. Anh em thấy không, bên đây nó kẹp nè, kẹp dây đôi nè. Bên đây kẹp dây đơn nè. Ngoại hình nè anh em. Cán nè. Ở trong nè anh em thấy không. Anh em thấy không? Găng còn rất là bén nha. Ok lắm nha anh em, găng còn rất là bén nha anh em. Rồi mã 396 này đó là 350k. Dòng thuốc dây đôi rất là hiếm nha anh em. 397. 397 này là cái này cũng là dạng siêu hiếm nè, lần đầu tiên em mới gặp luôn. Một bộ dũa kim cương mà cán gời nha anh em. Bộ dũa kim cương cán gời. Thằng này thì nó là của Top Mighty. Đó anh em nè, nhìn cái thông số độ mịn của nó nè anh em. Đó. Trong đây chỉ có một cây sử dụng ít thôi, còn 5 cây còn lại là chưa sử dụng. Nó y như một bộ dít vậy đó anh em. Em chưa vệ sinh luôn, em để nguyên cho anh em xem nè. Nước động nè ha. Độ mịn đó nè, 140, 140, 140, 320, 320, 320 nè anh em. Đó. Công năng nè. Đây, độ mịn trên đây nó có để luôn nè anh em. Nhưng mà thằng này là China xuất Nhật nha. China xuất Nhật nha. Có Sam để vậy nha. Chứ em cắt cái chữ này cũng được nữa. Mà thôi em để nguyên cho anh em xem ha. Rồi em mở nội thất cho anh em xem nha. Đây, công năng của nó nè anh em. Nó dũa, nó để dũa dao, dũa kéo nè anh em. Đó. Rồi anh em nè. Cái cây này là nó dùng ít thôi nè. Nó dính á, dơ dơ á. Em không vệ sinh luôn. Em để nguyên cho anh em xem luôn đó. Anh em thấy không? Nè. Dũa kim cương nha, dũa kim cương nha, chứ không phải là dũa thường đâu nha anh em. Thường thường là gọi dũa hợp kim đó. Những cái này anh em dũa đó, anh em nhẹ tay thôi nha, nó ăn rất là mạnh nha. Đây, nó như cây dít nè, cái này đó nó ngon lắm anh em. Thí dụ như anh em nào mà có một bộ dít mũi gời á, mà loại này nè, anh em xài chung luôn.
Đó. Thì bây giờ em gắn vô. Mà cái mũi vít, mũi vít mà khâu đuôi kiểu này nhiều lắm anh em ơi. Nè anh em siết lại ha. Thì nó vậy nè anh em. Đó. 6 đầu này đều thay được hết á. Rất là khó kiếm bộ thứ hai nha. Tổng chiều dài nó là khoảng 23. Đây anh em, đó anh em thấy không? Trong đây là chỉ có một cây là dùng thôi nè, những cây còn lại là gần như chưa dùng. Cây này thực tế nó cũng còn bén lắm nè, mà nó dính cái gì đen đen nè, em không vệ sinh luôn đó, còn bén đó. Rồi 397 là 490k, 397 490k. 398 là một cây xịt hơi 180k. Nó cây này á thì đây nè anh em, chữ nằm ở đây. Vỏ nhựa. Dòi nhựa. Lõi thép. Đó, em test rồi rất là ok nha anh em. Cái dòi nhựa đây anh em xài êm lắm, nó không có hư đồ của mình nha. Thí dụ như anh em lỡ trúng vô xe hay là gì đó nó cũng không chạy sơn nha anh em. Rồi mã 398 này đó là 180k dòi dài nè anh em, dễ xài lắm. Đó. Đây chữ nè anh em. Chữ nè anh em. 399 150k. Một cây dao ghép cành, cây này của anh Pha lưỡi thép trắng nha anh em. Cái thằng này là thằng thép trắng luôn nè. Em đảm bảo là thằng thép trắng luôn nè anh em. Nè anh em thấy không? Talet nè. Da băng nè, tại nó sơn nó dính rồi. Nhưng mà đặc biệt cái cây này rất là hiếm nha, lần đầu tiên em gặp luôn. Xay lớn nè anh em. Cái lưỡi này nó cũng như bình thường thôi nha, lưỡi còn bé lắm, lưỡi hai mặt luôn á. Trong đây mặt nè. Ngoài này mặt là hai mặt luôn. Nhưng mà thằng này thằng lớn nè, lần đầu tiên em gặp luôn nè, anh em thấy thằng lớn không? Thường thường là thằng nhỏ không à. Này thằng lớn nè. Chiều dài nó là khoảng 12.5. Chiều ngang của nó là khoảng 3.0 nè, anh em thấy không? Này thằng lớn nha, thằng lớn á. Lần đầu tiên mới gặp luôn. Rồi 399 150k. 400. Mã 400 là gồm 230k nha anh em. Nó gồm là 2 4 6 viên đá mài. 6 viên đá mài mài tai ha. Thì 6 viên này nó xài cốt 6 ly. Có một viên này là nó xài cốt 6.35 đuôi vít thông dụng nè. Đó anh em nhìn ngoại hình nè ha. Khá đẹp, có một số cây dùng ít thôi nha anh em, dùng ít thôi nó chưa mòn bao nhiêu chân nè. Đó. Rồi, mã 400 230k cho 6 viên này nha. Anh em về xài linh tinh ngon lắm. 401 220k một cặp cảo vuông. Đây. Anh em thấy không? Đó. Cặp cảo này là anh em xài công việc gia đình rất là ok luôn. Nè anh em, nó có viết chữ đây nè, mà nó bị file nè, nó có viết chữ đây nè. Đó. Cặp cảo vuông ha. Rồi đem đo anh em tham khảo ha. Bây giờ cái tay nó kéo vô được là khoảng 10 cm. Đó. Nó cái tay này nè, 10 cm nha anh em. Cặp cảo vuông nhôm nè. Anh em xài êm lắm. Rồi mã 401 này đó là 220k, hoạt động ok, không lỗi lầm nha anh em. Đó là một cái đầu chuyển tự động nha. Từ phan tường sang mũi khoan thường. Đầu này là của thằng này, hàng của Hilti của Đức nè anh em, Mark & Germany nè. Đầu này còn khá đẹp, hoạt động ok, nó có luôn trái khế nè. Ví dụ như bây giờ, hiện tại bây giờ là đang là khóa tự động nè anh em. Đó. Đúng không? Anh em dặn vô nè. Đó, là nó khóa tự động đúng không? Anh em mở ra. Rồi nó thành khóa thường nè anh em. Đó. Rồi. Rồi anh em xíu vô gì phải không? Rồi dặn ra. Rồi đó là nó thành khóa tự động rồi đó. Nó khóa lại đó anh em, cơ cấu nó khóa lại đó. Thì nó kẹp được mũi từ 2.5 nè đến 13 ly nè anh em. Đó, thì cái này á là như đi kẹp anh em ha. Đầu khá đẹp nha anh em, hoạt động ok, không lỗi lầm nha. Rồi mã 402 là 260k. Thằng này cơ cấu là bán tự động đó anh em. 403. 403 đó là một cặp cưa mộng. Cưa mộng nha anh em. Cái này thì cưa cành vẫn được luôn nha. Nó cưa mộng, cưa cành linh tinh vẫn được ha.
Cặp này gần như chưa dùng nha anh em. 150k cho cặp này ha. Đây cây này nè anh em, hình ảnh nè. Nó nè, thấy không? Cưa mỏng nè. Mắc lên da băng là anh em thấy không? Cây này cũng vậy luôn nè anh em. Cái này rất đẹp luôn nè. Đó. Mấy thằng này xài êm lắm anh em ơi, nó lưỡi mỏng anh em xài nó thuận tiện trong công việc lắm. Mấy cái này có dùng lướt thôi nha anh em, găng còn rất là đẹp nha. Cây nhỏ này tổng chiều dài là khoảng 32. Cây lớn này nè, tổng chiều dài là khoảng 34 nha anh em. Rồi mã 403 này đó, em cho anh em xem găng lại nè, găng còn rất là bén nha, bao găng nha. 150k. 404 là một cây kéo cắt cành thép đúc hàng thủ công nha anh em. Đây chữ nghĩa đầy đủ nè anh em. Cây này cực kỳ đẹp luôn nha. Nó cây này cây size lớn là cái mình nó rất là mập nha anh em. Những cái dòng này nó là ốc găng ngược nha, anh em lưu ý cho em ốc găng ngược. Đó, lưỡi đẹp. Lưỡi đẹp xuất sắc luôn, đẹp và cực kỳ bén luôn. Anh em thấy không? Dòng này nó dặn, nó dày dặn, nó nặng nặng lắm nha anh em. Khóa ok, mọi thứ ok hết, cây này còn cực kỳ đẹp nha. Em test rồi rất là bén nha anh em. Xay nó là xay khoảng 20 á. Chiều dài của nó là khoảng chắc khoảng 20.05 á anh em, khoảng 20.05. Đây anh em xem phần lưỡi lại nha. Đó, lưỡi đẹp nha anh em. Cái này là chỉ dùng lướt thôi anh em ơi, em nghĩ là Nhật dùng lướt thôi. Hoặc là có thể chưa dùng luôn á, nhưng mà nằm bãi á nó bị hoang thôi. Này chữ nằm đây nè nè. Rồi 404 là 380k. 405 là một cây cạp tròn. Cây này là xây 28 chắc mắt đàng hoàng nha anh em. Nhưng mà cái lưỡi nó có nhầm nè. Nó anh em nào khéo tay về dọn lại giùm em nha. Em để nguyên cho anh em tự dọn đi theo ý mình cho nó dễ ha. Đó. Hàm rất là đẹp anh em ơi, cái cây này cái phơm còn rất là đẹp luôn nè anh em. Chắc mắt nè. Nhưng mà nói chung cái mẻ miệng nó bị mẻ nha. Đó. Chữ nè anh em, chốt nè, khóa nè. Còn rất là khích khao luôn, lý do Nhật nó xài ẩu á. Cái này em nghĩ nó bấm đinh á, bấm đinh một bấm dây nhôm á. Nè anh em xài 28 nè. Cái này lớn lắm, hàm đẹp, anh em cái phơm chuẩn ghê không. Rồi, lưu ý cho em nghe, nó bị mẻ đầu nè nha, bị mẻ nè. Nói chung cái này là đối với anh em mà chị nhỏ đó thiệt, nhưng mà tại em không sửa, em để nguyên cho anh em làm theo ý mình cho nó dễ ha. 405 là 750k nha anh em. 406 đó là một cây kép cắt cành. Nó cây này thì size 18 nha anh em. Cái lưỡi nó có hơi nhầm nha. Cây này thì cái lưỡi nó có hơi nhầm nè. Anh em về vuốt nhẹ lại cái ha. Nó cây này thì 200k nha anh em. Ngoài ra là ok hết, chữ nghĩa đầy đủ nha anh em. Cái mình thịt nó rất là đẹp nha. Nó anh em thấy không nè. Em thử rồi rất là bén nha. Cái phơm nó chuẩn lắm anh em, anh em nhìn nè ha. Đó, anh em thấy không? Cái này anh em vuốt nhẹ lên cái là mất tiêu liền, anh em nào mà khéo tay vuốt nhẹ lại á. Lưỡi tại lưỡi này lưỡi chưa mài á anh em. Size nó là size 17 năm, gần 18 á. Gần 18 anh em, thì thường anh em gọi là size 18 á. Khóa đầy đủ nha anh em. Còn rất là bén nha. Anh em muốn đẹp thì anh em vuốt cái lưỡi nhẹ lên cái. Rồi 406 là 200k. 407A. 407A, 407A này đó là 160k một cây kéo bếp của Khai Cúc nha anh em. Cái dòng này dòng ốc gời nè, dòng ốc gời anh em xài ngon lắm. Anh em xài thời gian anh em mở anh em mài, anh em vệ sinh thì kia dễ lắm. Cái cây này em chưa vệ sinh, chỗ này nó dính dơ nè, nó dính dạng như dính mũ rau củ này kia đó nè. Đó. Cái lưỡi này đặc biệt nó có găng cưa nè. Chống trượt á anh em, cắt nó không có trượt nha. Hàng Khai Cúc nè, ta lấy tiêu anh em. Khai Cúc nè. Nó cán trắng luôn nha. Đẹp, em thử rồi rất là bén nha anh em. Em thử rồi rất là bén nha. Rồi mã 407A 160k. 407B cũng là một cái kế bếp luôn mà cái này thì xấu hơn. Độ bén nó thì ít cái kia tí xíu nha anh em. 90k. Đây ngoại hình nè anh em. Thép trắng luôn nha anh em. Đó anh em thấy không? Nè, nó có bị gỗ hơi hơi nha.
nhưng mà cũng còn khá bén. Cái này về anh em xài chung xài linh tinh cũng tiện lắm. Để em cắt cho anh em xem nha. Cái này thì độ bén nó còn vừa phải thôi, anh em muốn bén hơn thì anh em về mài thêm ha. Anh em đó, B9MK 408 là một cây mỏ hàng ti sứ tăng nhiệt nha anh em. Cái cây này rất là hiếm nha. Nó tăng nhiệt từ 30 từ 20W lên 130W. Hàng này hàng của Haco nha anh em. Đặc biệt đầu ti sứ nha. Đầu ti sứ, mỏ hàng tăng nhiệt. Đó. Nguyên zin toàn bộ nha anh em, em test rồi rất là ok nha. Dây chống cháy, dây zin chống cháy toàn bộ này nè. Đó. Em chưa vệ sinh nên nhìn nó hơi bụi bụi nha. Nó tăng nhiệt này rất là hay nha anh em, bấm vô đây là nó lên nhiệt nè. Từ 20W lên cho lên tới 130W anh em. Thì cái cây này lưu ý giùm em nghe, điện 100V nha anh em. Rồi 408 là 230K. Em test rồi ok hết nha anh em. 409 là một cặp móc. Cặp này á thì nó của dòng Dotsu nè, Dotsu này chuyên về búa nè nha anh em. Cái cặp này nè, anh em bẻ ngoài bẻ lại được nè. Đó. Cái cây này á là thép thường. Nó xì ha. Đó. Còn cái cây này là inox nè. Inox nè. Cái này là dạng như cái mani á nè, nó mở ra. Inox 100% nha anh em. Găng này chắc khoảng 10 ly quá, để em đo thử coi. mười ly, cái thân là thân 10 ly mà găng là găng 12 nha anh em. Đó. Rồi cái này là anh em xài chất thiên thu luôn á, cái này nó dày nó bền nè anh em, inox nè anh em, suốt nè. Đó. Cái này nó dính chủ yếu là dính dạng như bê á, em không vệ sinh á, em mới phun dầu thôi. Rồi để em đo ha. Cái cây này của Dotsu á là chiều cao bên cái phần này đó là khoảng 11. Chiều rộng của nó là khoảng 5.5. Còn cái thằng này cái lỗ của nó là khoảng 3 cm nha anh em. Rồi mã 409 là 200K cho cặp này nha anh em. 410A. 410A là 220K một cây kéo cắt ton. Cây này thì của nó là dòng Mitsubishi nè anh em. Đó. Còn khá đẹp nha, lưỡi đẹp anh em. Đó. Lưỡi đẹp ha. Cán cũng còn khá đẹp nha anh em. Còn bén lắm, để em thử cho anh em xem nha. Đây. Với cái dòng này anh em xài thời gian á, anh em vuốt cạnh này kia dễ lắm, ốc gờ á, mình mở ra mình vuốt trên mặt phẳng á, thằng này nó vuông góc 45 độ nè anh em, cắt nó không có vô tay, dễ dàng cho công việc lắm anh em. Rồi tổng chiều dài nó là khoảng 25 cm nha anh em. 410A 220K. Rồi mã cuối cùng là 410B là 200K một cây kìm bấm cót. Cây này xe lớn nha anh em, hoạt động ok không lỗi lầm nha. Cây này có Izumi nè, nó bấm được 2, 5.5, 8 và 14. Đó. Thằng này là số Việt luôn nè, những cây kia là có một số cây tiếng Anh. Hoạt động ok không lỗi lầm nha, cây này còn khá đẹp nha anh em. Đó. Em để giá tốt cho anh em dùng luôn ha, cây này xe lớn luôn đó. Cái này anh em bấm đã tay lắp hoạt động ok nha. Nó còn bót gít đó nè, đó. Lưu ý nha, anh em bóp mạnh vô gì nó nhả phá ra nè, đó. Mạnh vô rồi nó nhảy như phá ra. Miệng này anh em miệng đẹp nha, không lỗi lầm nghe, không chề nha. Ở đây nó có cái số nè, khi anh em bấm là nó hiện vô đầu code luôn, để anh em dễ nhận dạng á. Tổng chiều dài là 30. Rồi mã cuối cùng 410B 200K anh em ha. Ngoại hình đẹp nha anh em, không lỗi lầm nha. Hoạt động ok nha. Izumi. Izumi với lớp tơ là chuyên cây code á. Rồi em xin cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip của em ha. Rồi chào tạm biệt anh em ha.